Vào đi, ở ngoài mưa lớn lắm. Cảm ơn. Ngồi đi. Đừng, đừng vậy, Khánh An. Quế Hoa, tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này vậy chứ? Trả lời tôi đi. Tại sao em không thể chờ anh về? Tại sao vậy? Khánh An, đừng làm tay tôi đau. Xin lỗi Quế Hoa. Tại sao lần đó em không nhận tiền của anh? Thật sự là em cần tiền mà. Tại sao em lại từ chối? Em lại diễn hơn. Em có lý do riêng của em. Để rồi em âm thầm vào làm dấu nhà tôi. Em trở thành chị dâu tôi. Cũng em muốn, dạ em ưa, nên em mới chấp nhận. Anh... vậy sau đêm tân hôn em không làm tròn bổn phận của cô dâu, em đem đến sự cay đắng tổn thương cho chú rể. Gia đình tôi có lỗi gì với em chứ? Mà nở đêm mây xám phủ che dần trăng sáng của đêm thu, để cho anh tôi tắt hẳn nụ cười. Thu lỗ cầu căng từ sau khi tôi tân hôn. Em nói đi, em đừng im lặng nữa. Tôi gian em mà, em nói đi. Để làm chi, tôi đã cam tâm làm kiếp bèo trôi trên mặt nước ao hồ. Còn anh là biển cả trong xanh. Thân phận anh là cánh bướm muôn màu, mới xứng đậu cành hồng đi đó màu đơn. Không,
Tôi chỉ muốn mình là cánh bướm lãng du, để đêm đêm đậu trên cành khô mà ngửi mùi hoa quê. Chứ không muốn mình là cánh bướm rực rỡ sắc tươi để đậu nhanh qua hồng. Tôi không phải là hàng sở khanh lừa lọc bưởi bông, thì tại sao tôi lại bị người ta gạt gẫm dùng giọng lưỡi ngọt ngào đưa tôi vào bờ mông thủy chung. Ở Sài Gòn tôi lo học cả ngày lẫn đêm, không dám sao lãng sợ người ta hay rồi hờn dân. Người ta bắt tôi phải thi cho đậu vào môn y học, để ngày sau đi cứu bệnh cho đời. Nhưng bây giờ tôi về đây với bằng cấp trong tay, thì những lời quá mỏng đã biến thành ảo mộng. Một sự thật phũ phàng tàn nhẫn, khi biết chỉ dấu mình là người mộng của ngày xưa. Ai, ai là người mộng đương thời của những niên học? Đừng gán tội cho tôi quên trắng thề năm cũ, để xóa mờ trong anh cái tiềm ẩn phủ tình. Tiềm ẩn phủ tình đã trao lời ước hẹn với người ta, và tình cũ chẳng dán dừng. Anh đóng vở kịch đời thật trơ trẽn, không đạt yêu cầu nên không được hoan nghênh. Sống thật với lòng mới được gọi chính nhân, đừng giả giọng bi ai để làm đổi thay cuộc duyên. Giữa hai ta đã được đặt vào hai ngôi thứ, anh hãy yên tâm mà xây dựng gia đình. Anh hãy về đi, anh về với người mà anh vừa trao câu thề hẹn. Đừng khuấy động cõi lòng đang muốn chạy trốn đau thương. Anh về đi, không thể lắng trong nếu hôm nay đôi mình qua tím yêu phu trầm vắng nhàn kính đôi tim. Vì không để cho anh mình cùng người tình dẫm sâu thời còn đọng lại mà hiện em đang chớ nặng ưu phiền. Anh như người lạc nẻo bên thương, muốn thấy rõ ẩn tình quẩn khúc. Nếu hôm nay em không phơi bày sự thật thì trọn cuộc đời này anh ngộp chết trong đau thương. Anh muốn biết thì đi hỏi Kim Chi á. Kim Chi? Phải, Kim Chi của anh đó. Trời ơi, sao lại có Kim Chi dính vào trong này? Sao mà không dính chứ? Mà sao em biết Kim Chi? Sao mà không biết chứ? Bộ tưởng giấu kỹ lắm hả? Thì ra là em ghen.
đừng ngờ oan cho anh. Anh chỉ yêu có một mình em thôi. Anh ác lắm. Anh nói gạt anh là con một. Anh không có anh em gì hết. Anh làm người ta tưởng là... Đừng khóc nữa. Nói cho anh nghe. Em tưởng là má anh đến hỏi cưới em cho anh. À, thì ra là như vậy. Trời ơi, tội nghiệp. Tội nghiệp cho em quá. Khánh An, anh đang nghĩ gì